chứng khoán tuần từ 25 đến 29 tháng 12, VN Index tiếp tục tích lũy trong xu hướng phục hồi. Theo nhận định của công ty chứng khoán, khả năng đà giảm của thị trường tuần tới chững lại, song tín hiệu tăng điểm vẫn chưa thể hiện rõ ràng. Thị trường chứng khoán tuần qua tiếp tục có phiên giảm điểm đầu tuần, sau đó kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.080 điểm trước khi có 4 phiên tăng điểm liên tiếp và quay trở lại trên vùng 1.100 điểm. Do mức độ tăng điểm các phiên khá thấp, nên kết thúc tuần, VN Index chỉ phục hồi tăng 0,07% so với tuần trước, dừng ở mức 1.103,06 điểm. HNX Index có những diễn biến tích cực hơn khi kết tuần tại 228,27 điểm, tương đương mức tăng 0,55% so với tuần trước theo khuyến nghị của các công ty chứng khoán trong tuần tới vn index tiếp tục tích lũy trong xu hướng phục hồi các nhà đầu tư cần vững tâm lý trong các phiên rung lắc và chưa cần hạ tỷ trọng tại thời điểm này bên cạnh đó nhà đầu tư có thể cân nhắc cơ cấu lại danh mục gia tăng tỷ trọng hoặc mua mới đối với những cổ phiếu vẫn đang có diễn biến tốt giữ vững vùng hỗ trợ hoặc có tín hiệu vượt đỉnh